kiệt miệt thế giới một cái tràn ngập huyết tinh bạo lực khủng bố thế giới mới đầu mọi người cho rằng đêm đó nhìn thấy diêm già bất quá là ác tác kịch cá tháng tư mà thôi đêm đó bạch quang cắt qua bầu trời xé mở một lỗ hổng diêm gia chậm rãi từ trong quỷ môn bay ra nhân loại bất quá vũ trụ tinh thần dưới một cái nguyên tử mà thôi nên trở thành ta kiệt miệt chất dinh dưỡng kiệt 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 kiệt, kiệt. chương một kiệt miệt thế giới bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nửa đêm, trên bầu trời tối mịt thỉnh thoảng lóe lên mấy ngôi sao, ánh trăng che giấu chính mình, trốn ở trong đám mây thật dày, bóng đêm yên tĩnh làm nổi bật bức tranh này đặc biệt xinh đẹp. Đột nhiên, bầu trời xé ra một lỗ hổng màu xanh biếc, trong miệng có hoa văn xoay tròn, giống như đạo cụ của nhà thôi miên. Từ trong miệng kia, chậm rãi bay ra một bóng người, hắn mặc hoàng bào, đầu đội vương miệng, hai chân lơ lửng, có khuôn mặt đế vương giống như chu nguyên chương đợi hắn đi ra một khắc kia mặt trăng từ chính giữa bắt đầu có vết nứt ngôi sao cũng không lóng lánh chính mình quan huy không tới nửa canh giờ liền sơn băng địa liệt mọi người đang ngủ bừng tỉnh hoảng loạn chạy đêm yên tĩnh không còn trở nên ồn ào lúc này trong đầu mọi người xuất hiện một đạo thanh âm nhân loại nhỏ bé hoan nghênh đi vào thế giới kiệt miệt vốn còn chuyên tâm thức đêm soát đề tả hào miêu không khỏi run rẩy làm bốn giờ đề hắn lúc này mới nhàn hạ nhìn ra ngoài cửa sổ sớm là một mảnh hỗn độn hắn nhớ lại hai ngày trước ngày 13 tháng 1 năm 2042 trường quân nhai nhị trung lớp toán toán học là môn học tả hào miêu yêu thích nhất cho nên giáo viên toán trương Lị chính là giáo viên cậu thích nhất ở trường 2. đối với vấn đề của giáo viên là học bá top 3 của khối tả hào miêu gần như là vừa hỏi ra đã có được đáp án, nhất là đề tính toán, có thể nói là vừa nhanh vừa chuẩn, cho nên cậu được các bạn học gọi là Học bá tính toán, gọi tắt là kế bá. Trong giờ toán, Trương Lị đang nghiêm túc nói, tả hào miêu đang chăm chú nghe, đột nhiên, bóp một cái, trời tối xuống, rõ ràng trời quan vạn dặm sao lại đột nhiên sấm sét vang dội tia chớp giống như tư không chấn lớn lên tấn công mọi người không hề phòng bị trên mặt đất. Tả hào miêu chính là lại vùi đầu vào học tập, lúc này hắn cũng không thể tĩnh tâm lại, nguyên nhân không có nó, chỉ vì trong lòng hắn nhớ thương bạn gái tô dục thiến của hắn. Cậu đột nhiên nhảy qua cửa sổ trong phòng, chạy đến lớp bên cạnh, nhìn người trong lòng mình. Cũng may, cô không sao. Bởi vì thiên tai không biết căn nguyên, trường học tạm thời phong bế, ai cũng không ra được, ngoại trừ mọi người xa xa nhìn lại hiệu trưởng Thái Tư Côn lên trực thăng bay về phương xa. Đột nhiên một tia chớp màu vàng, bên ngoài lộ ra ánh sáng màu tím, đem trực thăng chém thành hai nửa, 10 giờ 24 xem ra hiệu trưởng là đi bồi lao lớn. Thiên tai dặn có gần một giờ, từ trên trời rơi xuống một người giống như nô tài, tay cầm chỉ dụ, công âm. Nhân loại nhỏ bé, chủ tử Diêm Gia có thể nói, muốn hủy diệt các ngươi, các ngươi hoặc là chống cự, hoặc là đầu hàng, nếu các ngươi không nghiêm túc đối đãi chuyện này, hai ngày sau, chủ tử chúng ta có thể tự mình tới, khi đó, sẽ không có nước trái cây ngon cho các ngươi ăn. Nói xong, thứ kia liền giống như là bụi mù theo một trận âm phong bay đi. Ta kháo, cái này cái gì à, hù chết người ngồi ở lão sư tả hộ pháp lữ thuẫn hô một câu, nhưng bình thường ứng cười to đồng học, đều trầm mặt không tiếng động. Không quá 10 phút, chính phủ nhìn ra tính nghiêm trọng của tình thế, không quá 3 phút liền thông báo cho các đơn vị trường học đình công đình học đây thật đúng là lần đầu tiên chính phủ nhanh như vậy trương lị trường học tạm thời thông báo tan học mau về nhà đi nhỏ giọng vđc đi nhanh lên cái đồ chơi này quá dọa người tả hào miêu gần như trong vòng 3 phút thu dọn xong đồ đạc lao ra cửa phòng học liền đi tìm tô dục thiến hai người nắm tay chạy ra cổng trường tả ngao miêu cùng tô dục thiến vốn không phải người bản địa quân nhai thị cha mẹ hai người trường kỳ ở bên ngoài xử lý công việc của công ty không có thời gian quản hài tử chỉ là nghe nói trình độ giáo dục của quân nhai rất cao ngay tại phụ cận quân nhai nhị trung mua cho hai người bọn họ một gian đại bình cũng để cho sau khi tan học thuận tiện một chút sau khi về đến nhà tô dục thiến có chút sợ choáng váng trên mặt còn xẹt qua mấy giọt nước mắt nhìn đến động lòng người miêu miêu ngươi nói Người kia nói cái gì diêm gia là ai, còn muốn hủy diệt chúng ta, đây đều là sự thật sao? Anh đừng sợ, chờ tin tức, quốc gia sẽ nói. Tả hào miêu nói. Chương 2 Cái này tự như là thật sự. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Siêu năng lực giả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Ta biết bay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Một buổi sáng làm huynh đệ, một đời đồng đội tình bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Vứt bỏ bệnh viện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Bọn hắn sao lại tới đây? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Thần bí ảnh chụp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ca, cuối cùng trông thấy ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Ẩn tàng nhiệm vụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.